Cô thân chào các em học sinh khối 8. Hôm nay cô trò chúng ta cùng đến với tiết dạy học trực tuyến bộ môn ngữ văn 8. Các em thân mến, tiết 12 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu liên kết các đoạn văn trong văn bản. Và bài này hệ thống câu hỏi khá dài nên cô sẽ giải đáp phần câu hỏi. Sau đó các em thấy phần nào có hình bàn tay cầm cái bút ghi bài thì các em mới ghi bài các em nhé. Chúng ta cùng mở sách giáo khoa trang 50 để tìm hiểu về tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong văn bản. Phần ví dụ. Sách giáo khoa trang 50-51, chúng ta có hai đoạn văn. Chúng ta thấy hai đoạn văn ở một nhỏ sách giáo khoa trang 50 có mối liên hệ gì hay không và tại sao? Đọc hai đoạn văn, chúng ta nhận thấy giữa chúng không có mối liên kết. Vì sao? Vì đoạn trước nói về sân trường ở hiện tại, đoạn sau lại đột ngột chuyển sang việc trong quá khứ. Tiếp tục, hai đoạn văn ở hai nhỏ, ta thấy cụm từ trước đó mấy hôm bổ sung ý nghĩa gì cho đoạn văn thứ hai? Và theo em, với cụm từ trên, hai đoạn văn đã liên hệ với nhau như thế nào? Cụm từ trước đó mấy hôm là phương tiện liên kết bổ sung ý nghĩa về thời gian, tạo sự liên kết cho đoạn văn. Và cụm từ này đã tạo ra sự liên kết về hình thức và nội dung giữa hai đoạn văn, giúp chúng gắn bó chặt chẽ với nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự khác nhau giữa đoạn trích ở phần 1 và đoạn trích văn bản ở phần 2. Từ đó ta rút ra kết luận gì về việc sử dụng phương tiện để liên kết trong đoạn văn? Ở đây chúng ta thấy ở phần 1, do có sự đánh đồng về mặt thời gian nên gây ra sự khó hiểu. Ở phần 2, nhờ có cụm từ liên kết trước đó mấy hôm nên thời gian đã được phân định rõ ràng, dễ hiểu. Như vậy, chúng ta có một lưu ý. Khi chúng ta chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, ta cần phải sử dụng các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng. Đây cũng chính là phần nội dung ghi nhớ đầu tiên ở sách giáo khoa trang 53. Sau đây là phần ghi bài. Các em thấy ở phần ví dụ, chúng ta có hai đoạn văn. Đoạn văn thứ nhất không có mối liên hệ vì thiếu sự liên kết. Đoạn văn thứ hai có sự liên kết nhờ cụm từ trước đó mấy hôm. Và cụm từ này là thành phần liên kết làm cho hai đoạn văn ở đoạn thứ hai trở nên mạch lạc, rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ đọc lại. Ghi nhớ. 1. Sách giáo khoa trang 53. Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng các phương tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước qua phần thứ hai. Hai la mã, cách liên kết các đoạn văn trong văn bản sách giáo khoa trang 51. Một nhỏ, dùng từ ngữ để liên kết các đoạn văn. Chúng ta cùng nhau nhìn vào ví dụ. Hai đoạn văn ngắn của giáo sư Lê Trí Viễn, sách giáo khoa trang 51. Các em thấy hai đoạn văn trên đã liệt kê hai khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học. Đó là những khâu nào? Thứ hai, tìm các từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn trên. Em thấy hai khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học, đó là khâu tìm hiểu và khâu cảm thụ. Từ ngữ liên kết, đó là cụm từ sau khâu tìm hiểu. Tiếp tục, chúng ta cùng tìm một số từ ngữ có tác dụng liên kết các quan hệ liệt kê
Em thấy ở sách giáo khoa chúng ta có được gợi ý cụm trước hết đầu tiên. Ngoài ra chúng ta còn có những từ như là cuối cùng, sau nữa, sau hết, trở lên, mặt khác, một mặt, một là, hai là, thêm vào đó, ngoài ra. Sau đây chúng ta cùng ghi vào vở bài học nội dung trên. Chúng ta chú ý các từ ngữ để liên kết quan hệ liệt kê: cuối cùng, sau nữa, sau hết, trở lên, mặt khác, một mặt, một là, hai là, thêm vào đó, ngoài ra. Chúng ta cùng nhau đi qua ví dụ B, sách giáo khoa trang 51-52. Đây là hai đoạn trích trích trong văn bản Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên và tìm từ ngữ liên kết trong đoạn văn đó. Ở đây chúng ta thấy quan hệ tương phản đối lập được thể hiện qua quan hệ từ nhưng. Như vậy, để liên kết hai đoạn văn có ý nghĩa đối lập, ta thường dùng từ ngữ biểu thị quan hệ đối lập như, nhưng, trái lại. Bên cạnh đó, ta có thể tìm thêm những từ ngữ có tác dụng liên kết biểu thị ý nghĩa đối lập. Ví dụ như nhưng, trái lại, tuy vậy, ngược lại, vậy mà, nhưng mà. Tiếp tục, ở ví dụ C, đọc lại hai đoạn văn ở mục 1.2 trang 50-51 và cho biết đó thuộc từ loại nào, trước đó là khi nào. Ở đây chúng ta thấy đó là chỉ từ, trước đó là quá khứ, trước sân, hiện tại. Đây là quan hệ tổng kết, khái quát, này, kia, ấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang ví dụ D, sách giáo khoa trang 52. Đây là hai đoạn văn trích trong cách viết của tác giả Hồ Chí Minh. Chúng ta phân tích xem mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn đó và tìm từ ngữ liên kết. Ở đây, quan hệ được thể hiện là quan hệ tổng kết, khái quát. Để có thể liên kết đoạn có ý nghĩa cụ thể với đoạn có ý nghĩa tổng kết khái quát, ta phải thường dùng những từ ngữ như thế nào? Ví dụ, trong hai đoạn văn trên, ở đoạn thứ hai, bác đã dùng cụm từ nói tóm lại. Đây là cụm từ mang ý nghĩa tổng kết khái quát. Ngoài ra còn có những cụm từ như là nhìn chung, nói một cách tổng quát, có thể nói, vân vân. Và sau đây các em có thể ghi lại nội dung. Quan hệ đầu tiên đó là quan hệ tương phản đối lập qua quan hệ từ nhưng. Các từ ngữ để liên kết đoạn văn có quan hệ ý nghĩa đối lập: nhưng, trái lại, tuy vậy, ngược lại, vậy mà, nhưng mà. Thứ hai, chúng ta có thể dùng các chỉ từ, đại từ có tác dụng liên kết hai đoạn văn như là này, kia, ấy. Quan hệ thứ ba là quan hệ tổng kết khái quát. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra quan hệ này qua các cụm từ nói tóm lại, nhìn chung, nói một cách tổng quát, có thể nói. Chúng ta đi qua phần hai nhỏ, dùng câu nối để liên kết các đoạn văn. Chúng ta đi tìm hiểu, ví dụ, ở sách giáo khoa trang 53, đây là đoạn trích ngày công đầu tiên của cô Tí của tác giả Bùi Hiển. Tìm câu liên kết giữa hai đoạn văn trên, tại sao câu đó lại có tác dụng liên kết? Ở đây, chúng ta thấy
Câu văn: ái già lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy. Đây là câu liên kết giữa hai đoạn văn trên. Câu này có tác dụng liên kết vì đây là câu nối tiếp và phát triển ý ở cụm từ bố đóng sách cho mà đi học bên anh Thuận ở đoạn văn trên. Vậy qua phần tìm hiểu, ta thấy cách liên kết các đoạn văn trong văn bản phải như thế nào? Chúng ta thấy có hai cách. Một là chúng ta dùng các từ ngữ để liên kết các đoạn văn. Thứ hai là có thể dùng câu nối để liên kết các đoạn văn. Và sau đây là phần ghi bài. Ở hai nhỏ, dùng câu nối để liên kết các đoạn văn. Ví dụ sách giáo khoa trang 53 các em nhé. Đây là dùng một câu nối để liên kết các đoạn văn. Đây cũng là nội dung chấm tròn thứ hai trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 53. Chúng ta có thể sử dụng các phương tiện liên kết chủ yếu sau đây để thể hiện quan hệ giữa các đoạn văn. Thứ nhất, dùng từ ngữ có tác dụng liên kết, quan hệ từ, đại từ, chỉ từ. Các cụm từ thể hiện ý liệt kê, so sánh, đối lập, tổng kết, khái quát. Thứ hai, có thể dùng câu nối. Ta chuyển sang phần 3 la mã luyện tập. Các em nhìn phần luyện tập ở sách giáo khoa trang 53, 54, 55. Chúng ta đi vào phần bài tập 1. Phần bài tập 1, tìm các từ ngữ có tác dụng liên kết đoạn văn trong những đoạn trích sau và cho biết chúng thể hiện quan hệ ý nghĩa gì. Ở câu A, chúng ta thấy nói như vậy. Đây là cụm từ thể hiện quan hệ suy luận, giải thích. B. Thế mà thể hiện ý tương phản. C. Cũng thể hiện ý nối tiếp, liệt kê. Và cụm từ tuy nhiên thể hiện ý tương phản. Ở bài 2, sách giáo khoa trang 54, chúng ta cũng có 4 câu. Chép vào các đoạn văn sau vào vở bài tập, rồi chọn các từ ngữ hoặc câu thích hợp cho trong hoặc đơn điền vào chỗ trống để làm phương tiện liên kết cho đoạn văn. A. Chúng ta có thể điền từ đó. B. Nói tóm lại. C. Tuy nhiên. Và D. Thật khó trả lời. Tiếp tục, ở bài 3, hãy viết một số đoạn văn ngắn chứng minh ý kiến của Vũ Ngọc Phan. Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên Cai Lệ là một đoạn tuyệt khéo. Sau đó phân tích các phương tiện liên kết đoạn văn em sử dụng. Bài này về nhà các em làm nhé. Các em thân mến, sau đây là phần hướng dẫn về nhà. Các em xem lại nội dung của bài học hôm nay, làm bài tập 3 ở sách giáo khoa trang 55. Đồng thời chuẩn bị đọc văn bản lão hạt trước các em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô thân ái, mến chào các em. Chúc các em sức khỏe, học tập tốt.